điều khiển của tủ làm kem này. Đây đã đạt được 100% điểm, là đạt 100 là lạnh này, 99% mà là lạnh này, là mức 100% là mức kem lạnh nhất này. Đây là cái điều chỉnh tăng công suất lạnh này hoặc giảm công suất lạnh này. Khi các bạn đạt được kem ra kem rồi thì các bạn giảm công suất này xuống, thì muốn giảm thì nhấn dưới insert này. Nhấn này. Dưới này. Đấy, một này. Tăng lên này, bây giờ muốn tăng lên nhấn help này, tăng lên này. Tăng lên 9 này. Đấy, thì làm kem cứng này, kem đến mức 4 này. Mức 4 này là có thể là ra kem được rồi này. Đấy, còn đây là tuyệt đối này. Còn đây là đảo này, cái này là curling này, chỉ có đảo không, đảo trộn không, không có làm lạnh. Đánh sốt không làm lạnh. Còn cái này là đã khởi động vừa làm lạnh và ra kem này, làm kem này, khởi động làm kem này. Đấy là tăng để giảm nhiệt độ lạnh này, còn tăng nhiệt độ lạnh này. Cứ giữ im là có thể kiểu kiểu. Rồi bây giờ các bạn nhấn này. Khởi động này. Đấy, tắt đi này. Rồi, ok. Được rồi. Đấy, ra kem. Đấy. Rồi. Đấy, đây là kem đã sau khi đã hoàn thành. Đấy. Kem này sau khi đã hoàn thành. Thằng này cái đinh to quá này, dài quá, lấy đầy đúng được cái cánh đầy này. Mức 3 này, mức là mức phổ thông này. Đấy. Khi nào cái này là nếu mà các bạn muốn làm kem cứng nó đạt tầm 70-80 là các bạn có thể ra kem được nhá. Còn mày mới 51 là kem nó mới đông vừa phải thôi, ở mức 3 thôi. Đấy. Còn khi nào mà đạt đến khoảng tầm mức 80 là ra 4 thì các bạn ra kem là rất là tốt. Rất là chắc. Còn em. Đây mới là 4 mấy. Mức 3, 49-50. Đấy, các bạn bây giờ muốn giảm này, giảm nhiệt độ này rồi emote help này. Giảm này, giảm xuống còn 5 nấc này. Còn bây giờ muốn tăng này, nhấn help này, tăng lên này. Tăng lên 9 này. Có 10 nấc này. Có 10 nấc là mắc này. Để 9 cũng được. Đấy. Sau khi ok rồi thì các bạn nhấn thế này thôi, giữ im thế này thôi, nhấn vào nút này grinding nhé. Nhấn nút này thì để nó chạy như bình thường ban đầu thôi. Đấy. Cái này ba vòi này, một vòi này của lốc này này, còn một vòi này là của lốc này này. Đấy. Hai màu trộn mẫn thì là vòi giữa này. Đấy. Máy này là công suất là 1850W này, 1800W này. Màu mới là tên là A200 nhá. Điện là điện 220V này, kích thước của máy là 50-60 này. Sâu 60 này, rộng là 50 này. Cao là 1m35 này. Đấy, đây ra kem này. Đấy là trộn lẫn này, màu trộn lẫn này. Đấy. Đấy. Lốc này bên mình lắp là lốc đồng nhá, lốc Bana nhá. Đây này, hãng Bana này, các bạn có thể nhìn thấy từ Bana chưa? Bana Slick này. Đấy, lốc đồng Bana Slick này. Đấy. Hết bột rồi. Hết rồi. Hết rồi, lấy cho hết đi mà thao đi. Đấy, hết rồi. Đấy, cái dừng này, cái các bạn dừng này, nó stop này là dừng lại này, không chạy này này. Đấy, chạy máy chạy rất cứng này, chạy rất đẹp này. Đấy. Đấy. Máy rất là ngỏ gọn và đẹp đẽ này, có bánh xe này, bánh xe đẩy này, và đấy, để chân này, rất là di chuyển tiện lợi này, ba vòi này. Đấy, các bạn mua máy liên hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904422211, địa chỉ là 146 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, website sườnmáythanhhoa.com, hoặc là địa chỉ là 79 Lê Hồng Phong nhé. Mình có hai cơ sở nhé, bên mình tất cả các loại là máy làm kem nhé, chuyên về máy làm kem nhé. Chỉ rất là ok, cảm ơn các bạn. Máy được bảo hành và giao hàng toàn quốc nhá. Chất liệu bằng inox rất là dày dặn và chắc chắn, đẹp đẽ nhá. Hộp rất là cứng nhá. Đấy, đây là inox này nè. Đây mình chưa bóc rồi, máy hoàn toàn mới 100%. Bên mình chỉ bán máy mới thôi nhá, bán máy cũ nhá. Cảm ơn các bạn.